tự do cùng ngày. Israel và Thái Lan đều thông báo các công dân của họ được đưa đến căn cứ không quân Hajarim của Israel và sau đó được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Đại diện các bệnh viện Israel tiếp nhận các công dân nước này cho biết phần lớn con tin được thả có tình trạng thể chất tốt. Tuy nhiên, một số phụ nữ yếu và kiệt sức, do đó có khả năng chưa được xuất viện sớm. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 24 tháng 11 thông báo lực lượng phòng vệ Israel cùng Viện An ninh và Chiến dịch đặc biệt Israel Mossad đã nhận danh sách các con tin sẽ được Hamas trả tự do trong đợt thứ hai. Dự kiến diễn ra ngày 25 tháng 11, danh sách này sẽ không được công bố cho tới khi Israel tiếp nhận toàn bộ số con tin này. Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong 4 ngày kể từ ngày 24 tháng 11. Theo thỏa thuận, Hamas thả 50 con tin, còn Israel phóng thích 150 tù nhân Palestine và tạo điều kiện tăng cường viện trợ cho người dân tại dải Gaza. Các đợt phóng thích con tin và tù nhân dự kiến tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Hamas đã bắt khoảng 240 người làm con tin trong vụ tấn công Israel ngày 7 tháng 10, trong đó có khoảng 25 người Thái Lan. Ở phần đầu của bản tin ngày hôm nay thì sẽ là những tin tức liên quan tới tình hình cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại Trung Đông. Thưa quý vị và các bạn, giữa bối cảnh các cuộc giao tranh tại dải Gaza vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt, thì mới đây quân đội Israel đã yêu cầu người dân Palestine ở khu vực miền nam của dải Gaza không được di chuyển về phía Bắc, đồng thời binh sĩ chỉ cho người dân đi từ phía Bắc về phía Nam trên một con đường duy nhất. Theo kênh CNN vào ngày 24 tháng 11, phát ngôn viên Avishai Andrae của lực lượng phòng vệ Israel đã viết trên mạng xã hội X rằng chỉ có thể di chuyển từ phía Bắc của dải Gaza tới phía Nam qua đường Salah Idin. Người dân sẽ không được phép di chuyển từ phía nam của dải Gaza tới phía bắc dưới bất cứ hình thức nào. Quân đội Israel cũng đã thả tờ rơi in thông báo trên xuống nhiều khu vực ở dải Gaza. Động thái này của quân đội Israel diễn ra sau khi những ngày gần đây, các quan chức của quốc gia này nói rằng người dân tại dải Gaza không thể về nhà ở phía bắc trong thời gian 4 ngày tạm dừng giao tranh. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết, ngay trước khi bắt đầu lệnh ngừng bắn, họ đã phá hủy các đoạn đường hầm và một số hầm trong khu vực bệnh viện Al-Shifa, là cơ sở y tế lớn nhất ở dải Gaza. Trước đó, từ khoảng 7 giờ ngày 24 tháng 11 theo giờ địa phương, tức khoảng 12 giờ theo giờ Việt Nam, thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas chính thức có hiệu lực. Đây là lần ngừng bắn đầu tiên sau gần 7 tuần xung đột giữa hai bên. Theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả nhóm con tin đầu tiên trong ngày 24 tháng 11 và hàng viện trợ sẽ được đưa vào dải Gaza. Hai bên nhất trí rằng ít nhất 50 con tin sẽ bị Hamas giam giữ và khoảng 150 người Palestine đang bị giam giữ ở Israel sẽ được trả tự do trong vòng 4 ngày ngừng bắn. Thỏa thuận giữa hai bên do Qatar làm trung gian hòa giải. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Mahesh Al-Ansari cho biết một trung tâm điều hành tại thủ đô Doha của nước này sẽ giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn nhân đạo giữa Israel và Hamas cũng như việc thả 50 con tin người Israel. Trung tâm này cũng thu thập thông tin về các con tin hiện vẫn đang bị giam giữ. Ông Majed Al-Ansari cho biết thêm, Qatar sẵn sàng đóng vai trò điều phối giữa Israel, văn phòng chính trị Hamas tại Doha và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Ai Cập cho biết 130.000 lít dầu diesel và 4 xe tải chở khí đốt sẽ được đưa hàng ngày vào dải Gaza. Người đứng đầu cơ quan thông tin nhà nước Ai Cập SIS là Dia Rashwan cũng thông báo 200 xe tải chở hàng viện trợ sẽ vào Gaza mỗi ngày. Ở một diễn biến khác, kênh tin tức N12 vào ngày 23 tháng 11 theo giờ địa phương đưa tin, tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu của hãng xe điện Tesla và mạng xã hội X, dự kiến sẽ đến Israel trong tuần tới và thăm các thị trấn gần biên giới với dải Gaza đã bị lực lượng Hamas tấn công vào ngày 7 tháng 10 vừa qua. N12 còn đưa tin, tỷ phú người Mỹ sẽ gặp Tổng thống Isaac Herzog và Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong chuyến thăm này của ông. Chuyến thăm diễn ra khi Elon Musk tiếp tục vấp phải làn sóng chỉ trích vì không chống lại chủ nghĩa bài Do Thái trên nền tảng mạng xã hội X. Tuần trước, CEO của hãng xe điện Tesla gây tranh cãi khi bày tỏ sự ủng hộ một thuyết âm mưu cho rằng người Do Thái đang khơi dậy lòng căm thù với người da trắng. Elon Musk cho rằng tác giả của bài đăng đang nói lên sự thật. Tuy nhiên sau đó, tỷ phú này đã xóa bài đăng. Đầu tuần này, Elon Musk thông báo mạng xã hội X sẽ quyên góp tất cả doanh thu từ quảng cáo và đăng ký liên quan đến cuộc chiến ở dải Gaza cho các bệnh viện ở Israel và Hội Chữ thập đỏ cũng như Lưỡi liềm đỏ ở dải Gaza. Tuần trước, giám đốc điều hành của SpaceX cũng nói rằng ông muốn cung cấp dịch vụ Internet qua vệ tinh Starlink cho dải Gaza, làm dấy lên sự phẫn nộ từ các quan chức Israel, bao gồm Bộ trưởng Truyền thông Shlomo Kari. Ông Kari nhấn mạnh Israel sẽ đáp trả dưới bất cứ hình thức nào. Elon Musk nhấn mạnh nếu quyền truy cập Starlink được phân phối cho dải Gaza, công ty sẽ thực hiện các biện pháp đặc biệt để xác định nó được sử dụng thuần túy vì lý do nhân đạo.
Thưa quý vị khán giả, thưa biên tập viên Việt Hùng, cho đến nay thì cuộc xung đột giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas tại giải Gaza đã kéo dài hơn một tháng và vẫn đang tiếp tục leo thang căng thẳng, kéo theo lo ngại xung đột lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông, xuất hiện thêm một số lực lượng tham chiến vào vòng xung đột như là Hezbollah hay là Houthi, và các bên liên tục có những động thái tấn công lẫn nhau. Vâng, quả đúng là như vậy, và mới đây thì vào ngày 23 tháng 11 theo giờ địa phương, lực lượng Hezbollah ở miền nam của Liban đã bắn tổng cộng 48 quả tên lửa và đạn chống tăng sang khu vực miền nam của Israel. Đây có thể nói là đợt bắn tên lửa lớn nhất từ phía Hezbollah sang Israel kể từ khi bắt đầu chiến sự. Đợt tấn công này được phát động ngay sau khi xuất hiện thông tin 5 thành viên của Hezbollah, trong đó có con trai của một thành viên cấp cao Hezbollah thiệt mạng trong một cuộc không kích của quân đội Israel vào miền nam Liban xảy ra vào sáng 23 tháng 11 theo giờ địa phương. Cho đến hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin nào về thương vong trong đợt tấn công tên lửa lớn nhất của Hezbollah vào Israel. Truyền thông Israel cũng chưa đề cập bất kỳ hành động đáp trả nào từ phía quân đội Israel. Các cuộc giao tranh qua biên giới được ghi nhận diễn ra hàng ngày giữa quân đội Israel và Hezbollah kể từ ngày 8 tháng 10. Theo truyền thông khu vực, tính đến ngày 23 tháng 11, ít nhất 107 người bên phía Liban đã thiệt mạng trong các đợt giao tranh, chủ yếu là thành viên Hezbollah. Đây là đợt giao tranh kéo dài và đẫm máu nhất giữa Israel và Hezbollah kể từ cuộc chiến mùa hè năm 2006. Nhiều chuyên gia lo ngại lần giao tranh này có thể tiếp tục leo thang và bùng phát thành cuộc xung đột đẫm máu mới với những hệ lụy tồi tệ cho cả hai bên và toàn khu vực. Vẫn liên quan đến tình hình xung đột tại giải Gaza, sau một ngày trì hoãn, ngày 23 tháng 11, các bên liên quan đã công bố thời điểm bắt đầu lệnh ngừng bắn tạm thời 4 ngày tại giải Gaza theo thỏa thuận đã đạt được giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas. Cụ thể, lệnh ngừng bắn có hiệu lực lúc 7 giờ sáng 24 tháng 11 theo giờ địa phương. Việc trao đổi tù binh sẽ được tiến hành sau đó 9 tiếng kể từ khi lệnh ngừng bắn được thực thi, tức vào lúc 16 giờ cùng ngày theo giờ địa phương. Trong đó, nhóm tù binh đầu tiên được trả tự do là 13 người Israel trong số 240 con tin mà Hamas đã bắt giữ trong cuộc tấn công vào Israel sáng 7 tháng 10. Theo thỏa thuận, Hamas trả tự do cho 50 con tin Israel để đổi lấy 150 tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại các nhà tù Do Thái. Chính quyền Ai Cập cho biết ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, cửa khẩu quốc tế Rafah sẽ được mở trở lại để chuyển hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế từ bán đảo Sinai vào Gaza, đồng thời cho phép người Palestine đang bị mắc kẹt tại Ai Cập có thể trở về Gaza theo nguyện vọng. Về phần mình, chính quyền Israel thông báo đã nhận được danh sách các con tin sẽ được trả tự do theo thỏa thuận và thông tin này đã được gửi tới gia đình các con tin. Về khả năng kéo dài lệnh ngừng bắn, truyền thông khu vực dẫn lời một quan chức trong chính phủ Israel nói rằng Tel Aviv có thể xem xét kéo dài hiệu lực ngừng bắn tới 10 ngày. Trong khi đó, một quan chức khác khẳng định sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, chiến dịch tấn công vào Gaza sẽ kéo dài thêm 2 tháng nữa. Để đáp trả cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel sáng 7 tháng 10 khiến 1.200 người thiệt mạng, quân đội Israel đã mở chiến dịch không kích dữ dội vào Gaza, sau đó triển khai thêm bộ binh tấn công nhằm mục tiêu xóa sổ Hamas. Theo thống kê của cơ quan y tế Palestine, chiến dịch tấn công tổng lực của quân đội Israel vào Gaza tới nay đã khiến gần 15.000 người thiệt mạng và khoảng 34.000 người bị thương, hầu hết thương vong là dân thường, trong đó có trẻ em và phụ nữ chiếm tới 70%.